Em chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em quay video cho anh em xem chi tiết một số máy nữa ha. Sáng giờ thì em cũng đóng hàng đi cho anh em được 3-4 con rồi ha. Bây giờ anh em nào cần thì liên hệ em ha. E55 chuỗi anh em. Con này là SSA50 bạc đạn ha. Mitsu 85 anh em. Mitsu 85 chuỗi ha. ở đó 80 bạc đạn anh em. Ở đó 90 ha. Còn rất là đẹp ha. Anh em nào cần cứ liên hệ em nha. E50 chuỗi nha. E11 EA8 đề EG65-2 ha. EA D400 giật anh em. Con đó là con 912. Con này là EA10 anh em nha. EA10 nha, bao ghi 100% nha. Hai con là máy chuỗi. Con này thì em bán rồi nha. Còn bán rồi chưa, khách chốt mà chưa có lấy ha. GA85 này anh em ha. Con ER40 anh em nha. ER40 nha. Áo nó hơi lem lem này, chất lượng máy thì bao anh em ha. Sáng giờ em đi được 3 con ơ anh em ha. Ơ là em bán con trong kia là bán rồi nha. Còn hai con này ha. Con ER8 thì con ER7 ha. Anh em nào chốt thì liên hệ ha. Đó. Oxy là mới về luôn anh em ha. Oxy mới về được cái tầng á. Trong kho cũng hết luôn rồi. Rồi chào anh em. Anh em nào cần thì cứ liên hệ em nha. 0985927776. Rồi anh em nào mà xài ba cái thùng dầu RT ha. RT 125, 145, 155 này. Thùng dầu em còn á. Má ốp dầu em còn đó ha. Cứ liên hệ em nha. Công việc nhiều quá là không có quay chi tiết cho anh em được ha.